Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn. Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác và quý anh chị em thân mến. Hôm nay thì TV256 thấy có một cái chương trình ở trong YouTube của cái channel gọi là truyền hình Công an Nhân dân, có cái tên là ANTV, chắc là An ninh TV đó mà. Truyền hình Công an Nhân dân, thưa quý anh chị em. Thì hôm nay TV thấy cái chương trình này nó có cũng hay hay, nó có cái tựa đề là Lật tẩy chiêu trò mị dân của đối tượng Huỳnh Thục Vy. Điều tra là An ninh TV. Xin mời quý anh chị em nào theo dõi cô xứng ngôn viên của cái đài mà An ninh TV nha. Tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân luôn đoàn kết chăm lo làm ăn. Quý anh chị em thấy đó, cái tựa đề là Lật tẩy chiêu trò mị dân của đối tượng Huỳnh Thục Vy. Ở đây thì qua cái cô xứ ngôn viên thì TV nhận thấy đây là cái trò gọi là mị dân của cái cơ quan gọi là truyền thông gọi là An ninh TV. Sự thật thì cái định nghĩa mà mị dân thì cô Huỳnh Thục Vy đó, cô chỉ là một người dân thôi. Cô không có quyền hành chính trị. Cô không phải là một cái nhân vật mà chính trị. Cô không phải một nhân vật mà có nhiều quyền hành, giống như là Nguyễn Phú Trọng hoặc là Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân. Khi nào người ta nói đến cái chữ mị dân thì thường thường đó, người ta đề cập đến vai trò của nhà nước, của chính phủ, của đảng phái. Nói cái đảng đó mị dân lắm, hoặc là cái nhà nước đó mị dân, và chính phủ đó mị dân lắm. Mị dân có cái nghĩa rằng là nói những cái điều mà nó sai sự thật, nó dối trá, nó không có đúng, nó nịnh bợ dân để mà nó nói sai sự thật. Đại khái là như vậy, người ta nói mị dân là như vậy. Thì như quý anh chị thấy thì TV256 có thể chứng minh cho quý anh chị thấy, cũng như cái nhà mà cầm quyền mà Nguyễn Phú Trọng đó, ông ta là một người gọi là bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và là chủ tịch nước nữa, mà ông ta đã từng có cái câu nói đó là câu nói mị dân á, là chống tham nhũng thì rất khó, chống tham nhũng giống như là ta đánh ta vậy. Đó là những cái câu nói mị dân, hoặc là chống tham nhũng thì giống như là ném chuột, là đừng có để gì vỡ cái bình. Sự thật thì chúng ta biết rằng là cái đảng Cộng sản này nó quá dối trá rồi, nó quá tội ác với người dân rồi, nó tham nhũng rồi là từ trên xuống dưới hết đó. Gần như là người dân ai cũng biết được hết đó, mà không cần phải chứng minh. Thành ra đó, cái đảng này nó là cái đảng mà tội ác, thành ra nó phải nói những cái câu mị dân gì đó. Là Nguyễn Phú Trọng nó mị dân như thế, nó nói là sợ là tham nhũng là bị, nếu mà mình đánh tham nhũng á thì giống như mình đánh ta đánh ta vậy, nó khó lắm. Sự thật là ông Nguyễn Phú Trọng, ông nằm trong cái đường dây tội ác đó, ông là người cầm đầu của cái nhóm tham nhũng như vậy, thành ra làm sao mà ông đánh ta được. Ông đánh ta là chính là ông đánh ổng sao? Thành ra ổng
Qua cái câu đó mình xác nhận, mình hiểu rằng là ổng là một người tên gọi là tham nhũng độc, nằm ở trong đường dây tham nhũng. Thành ra ổng sợ gọi là mấy con chuột đó tham nhũng đó, thường thường người ta nói là chuột tham nhũng, thấy không? Thành ra ổng nói mà đánh chuột á, đừng có để vỡ bình. Ổng nghĩ rằng là vỡ cái đảng cộng sản của ổng, vỡ cái nhà nước của ổng bị sụp đổ. Thành ra ổng nói rằng là, mà ổng không bị hiểu rằng là ổng là cái người cầm đầu để mà làm cái nguồn máy mà tham nhũng như vậy đối với dân. Thì đó đó là những cái chiêu trò là mị dân của ông Nguyễn Phú Trọng. Chứ cô Quỳnh Thục Vy này, cổ chỉ là một người cô gái thôi, cổ cổ chả có quyền lực gì hết, cổ chả có phải rằng là một cái, cổ chỉ là một người dân bình thường, cổ không có một cái cơ quan truyền thông báo chí nào hết đó, hiểu không? Thành ra nó cổ đâu có một, không thể nào mà mình dùng một cái người mà mình nói là mỹ dân. Tại vì cái lời của nói của cổ là chỉ là cổ mở miệng cổ nói ở trên Facebook, thì nói thật cũng đâu có bao nhiêu người mà nghe cổ nói, nó đâu phải là một cái lực lượng mà to lớn giống như là nhà nước rồi có cả quân đội công an rồi hàng ngàn cái cơ sở truyền thông rồi hỗ trợ, giống như cơ sở truyền thông này nè, hỗ trợ phục vụ cho nhà nước tham nhũng, nhà nước mỹ dân đó mới gọi là mỹ dân. Nhưng cô Quỳnh Thục Vy nói thật đó, mà cái lời trước cái, khi đó thì cái cô này có nói là toàn đảng toàn dân. Trời ơi, đây là những cái lời rất là lố bịch. Làm sao mà có toàn đảng được, toàn đảng làm sao mà nhất trí được, toàn dân đâu có nhất trí theo đảng chỗ nào đâu mà nói toàn đảng toàn dân. Nó anh chị em nghe lời cô này nè, cô nói nè, nó rất là mắc cỡ. Nó nói quý vị, các đồng chí và các bạn, tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc toàn đảng toàn quân toàn dân luôn toàn đảng toàn quân toàn dân luôn cái gì, luôn cái gì, mấy ông là một cái những người là tham nhũng là quốc nạn, toàn đảng toàn dân nữa, toàn đảng là toàn đảng cướp á, cướp đất của người ta đó, hàng triệu người dân đang bị cướp đất của toàn đảng, ăn cướp đất của người ta đó. Mỗi ngày TV thấy có biết bao nhiêu người gọi là bị cướp đất, đúng không? Họ biểu tình, họ khiếu kiện đủ thứ hàng mấy chục năm trời đây, mà ở đây cô này cô nói là toàn đảng toàn dân toàn quân Đoàn kết chăm lo đoàn làm kết ăn. chăm lo mà ăn. Cái này là những cái lời này đó mới thật sự là những lời mà mị dân đó, quý anh chị thấy rõ không? Trong khi một cái nhà nước mình điều hành, mình có quân đội công an, mình có hàng triệu người phục vụ cho cái nhà nước đó, mà mình lại đem cái sức nặng khổng lồ của cái một cái nhà nước để mình đi đánh lại một cái thiếu nữ, một cái người phụ nữ mà nuôi con nhỏ chân yếu tài mềm như vậy mà không biết mắc cỡ hay sao, mà mình lại còn nói là cái cô Quỳnh Thục Vy này là mỹ dân nữa. Quý vị nghe theo nghe thêm chút xíu nữa nha. Để xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng. Đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng, quý vị nghe cái câu này nó quen quen mà nó hàng ngày luôn nữa, nó quá quen luôn chứ không phải quen quen không. Nó từ từ hồi mà là 75 tới nay rồi, là TV 256 đã nghe gọi là cho cái an ninh quốc phòng một cái chế độ mà nó coi người dân đó là giống như kẻ thù của nó vậy đó, không có người dân nào là không phải là kẻ thù của nó.
nên thành ra nó suốt gọi là 43 năm qua nó coi người dân là kẻ thù, thành ra nó cứ chống thế lực thù địch thôi. Nó suốt ngày nó cứ ra rả là chống thế lực lực thù địch, mọi người đều là kẻ thù của nó, người dân đều là kẻ thù của nó đó. Một cái chế độ như vậy đó, 40 mấy năm mà nó vẫn còn gọi là lo cho vấn đề an ninh quốc phòng nữa. Thử hỏi cái cuộc sống mà nó làm người ta, nó ra cái nhà nước nó cầm quyền làm cái gì, nó cầm quyền như gì mà nó cứ lo cho an ninh quốc phòng không à, đúng không? 43 năm nay rồi nó có chống lại người dân không à, thành ra nó mới lo cho an ninh quốc phòng. Thử hỏi kẻ thù địch nó là ai, nó cũng không biết nữa. Bây giờ quý vị hỏi mấy cái ông người, tên cộng sản này coi, đâu có nó biết đâu, có thể kẻ thù địch nó là ai đâu, mà miệng nó cứ ra rả là cái kẻ thù địch, đánh kẻ thù địch, đánh kẻ phản động, đánh kẻ phản quốc đồ tùm lum tà la hết á. Nhưng mà rốt cuộc lại là người dân là phản quốc, người dân là phản động, người dân là kẻ thù địch. Một cái chế độ mà nó coi người dân là kẻ thù địch vậy là mình có thể, người dân có thể lên tiếng rằng là cái bọn cầm quyền này là cái bọn phản quốc rồi, cái bọn này là nó chống lại dân tộc Việt Nam rồi, phải không? Mình nói thẳng như vậy đó, không biết TV có sao, TV nói vậy thôi. Mà quý anh chị em mà nếu mà thấy mà không đồng ý thì cái phản bác, thấy không? TV đưa cái clip này lên để mà TV chứng minh cho quý anh chị em là nó rất là, cái đất nước nó rất tồi tệ. Một cái thiếu nữ người ta không có tội gì hết á, tự nhiên đem ra thì xử người ta 2 năm tù giam, rồi 9 tháng tù giam, rồi nói người ta là mị dân mà không biết mị dân như thế nào, rồi chiêu trò lường gạt đủ thứ hết. Rồi để coi cô này cô nói, cô chứng minh cho quý anh chị em là cô Phình Huỳnh Thập Di á, cổ tội ác của cổ như thế nào mà bắt người ta 2 năm tù. Đấy, quý anh chị em nghe tiếp nha. Vì cuộc sống bình yên, thì ngược lại, có một đối tượng là Huỳnh Thục Vi lại luôn đi rêu rao những điều bịa đặt xuyên tạc. Đi rêu rao những điều bịa đặt xuyên tạc. Trời đất ơi, cô Huỳnh Thục Vi cô đâu có rêu rao cái điều bịa đặt xuyên tạc gì đâu. Cô biết rõ quá mà, cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Nó có từ năm 1933 ở ngay tỉnh Phúc Kiến, thủ đô đó, Phúc Kiến là Phúc Châu, thì ngay Phúc Châu đó là có lá cờ đỏ sao vàng, và cái cờ đỏ sao vàng đó nó được chiếu ở trên đài truyền hình VTV1 của Việt Nam, nó trên trong cái bộ phim gọi là Trường Chinh 24 tập của đạo diễn Viên Thao, do Đoàn Quốc Cường Đường Quốc Đoàn Quốc Cường Đường Quốc Cường Đường Quốc Cường đóng thủ vai rồi là Mao Trạch Đông. Nó rõ ràng như vậy, và biết bao nhiêu hình ảnh của Đoàn Quốc Cường, đường Đường Quốc Cường, trời ơi cứ quên hoài, Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông đó. Nếu mà cần thì lại TV sẽ chứng minh cho quý anh chị em nha, coi cái phim của Đường Quốc Cường đóng đó, trong đây thế nè. TV có thể vào trong cái trang nhà của mình đây nè. Nãy giờ quên chuẩn bị trước thì đó, chuẩn bị để vào Google search cái nè. Phi Việt Nam nào nè, rồi Tử Việt của Đảng Cộng sản Việt Nam đây nè, đó đó, TV vào đây, có video clip chứng minh đàng hoàng đây nè, thấy không? Tử Việt của Đảng Cộng sản nè, đó cho quý anh chị em thấy nè. Rồi đây là Đường Quốc Cường nè, Đường Quốc Cường nè, thủ gia Mao Trạch Đông nè, thấy không? Cái cô tài tử này là Song Du Du Sinh nè, thấy không? Lựa mà trong YouTube đó đó,
Đường Quốc Cường đóng vai Mao Trạch Đông nè. Đây là cái bộ phim gọi là Cờ Đỏ Sao Vàng đấy nè. Thấy chưa? Quý anh chị em thấy rõ chưa? Đó, bây giờ chị bên cho coi nè, thấy không? YouTube nè, đó, Cờ Đỏ Sao Vàng nè, cho quý anh chị em chờ coi đó. Đó, lá cờ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đó. Năm 1933 đó. Đó, quý chị em coi đó. Đâu có cãi gì được đâu. Nó chiếu ở trên VTV One một đó. Đó. Hình ảnh đó. Đó, mấy người Tàu đóng cái phim đó, thấy không? Đây nè, hình cờ đỏ sao vàng đó. Đó, hình cao như cờ đỏ sao vàng mập đó. Đó, hình cờ đỏ sao vàng mập đó, quý anh chị em thấy rõ không? Đó là cái hình mà đầu tiên mà vào năm 1945 mà Hồ Chí Minh gọi là coi như là cho rằng ngày 2 tháng 9 là ngày giành độc lập đó, cướp chính quyền đó, thì mới đưa cái lá cờ đỏ sao vàng mập lên. Cờ đỏ sao vàng mập đây là nguồn gốc từ cái tỉnh Phúc Kiến đây. Đó, cái lá cờ Tàu đây, rõ ràng. Cái đó là bằng chứng rõ ràng. Thì hiện tại thì cô Quỳnh Thục Di cũng nói đúng chứ đâu có sai đâu. Phải không? Đây là một cái sự nhục nhã mà mình đâu phải là người Tàu đâu, mà mình dùng cái lá cờ Tàu làm cờ tổ quốc. Thành ra các bạn đang dùng cái lá cờ Tàu làm cái lá cờ phổ quốc, tổ quốc. Đó là những điều nhục nhã, và những điều này cần phải bị xóa bỏ đi. Cô Quỳnh Thục Di á, cổ không có chấp nhận lấy cái lá cờ Phúc Kiến của lực lá cờ Tàu đó là một cái lá cờ tổ quốc của cổ, thì cổ tự động là cổ xịt sơn lên cái đĩa đó, thì để mà chứng tỏ đây là cái tấm lòng yêu nước của cổ. Chứ tại sao các anh lại cho rằng là bỏ tù của cổ 2 năm rồi 9 tháng trời, làm sao mình làm những cái chuyện mà kỳ quái như thế được? Phải không? Cổ cho biểu lộ cái lòng yêu nước. Các anh không ủng hộ cổ thì thôi đi. Các anh, nếu mà các anh muốn á, thì các anh phải tìm hiểu về lịch sử. Mà bữa nay TV vậy, cho quý anh chị em thấy đây là cái bộ phim là Trường Chinh nè, của đạo diễn Viên Thao đây nè, rõ ràng như vậy nè. Các anh cãi cái gì được? Đó là cái cờ búa liềm, cờ sao vàng mập nè, cờ đỏ sao vàng mập nè. Đó là cái cờ mà các anh mà lấy cái lá cờ Phúc Kiến rồi các anh làm cờ Tàu, coi làm sao được? Làm sao mà người ta có chấp nhận được? Không phải chỉ của cô Quỳnh Thục Di đâu, mà cả đất nước mình không có ai chấp nhận chịu mà đem cái lá cờ Tàu mà trở thành một cái lá cờ tổ quốc được hết á. Kiếm một người chắc cũng không ra. Chỉ có những người mà không biết thôi. Họ không biết, họ bị đầu độc từ nhỏ cho tới lớn rồi. Thì nói thiệt, mình nói gì nói đó, nó cũng không có nghe. Nó không hiểu, nó không hiểu về lịch sử. Nó không hiểu về những cái bộ phim mà VTV1 mà đã trình chiếu ở trong nước. Đó, nó hoàn toàn nó không hiểu và nó không biết. Còn nếu mà nó hiểu, nó tìm ra đó, thì nó sẽ không bao giờ chấp nhận một cái lá cờ Tàu mà là cờ tổ quốc hết á. 100% là như vậy. Đó, cái phim này nó còn rõ, quý vị thấy rõ mà. Đâu phải là người Tàu là cái này nó thuộc về lịch sử mà. Đó. Nó là lịch sử mà làm sao mà có thể mà cãi được. Thành ra tại vì nó bị đầu độc từ nhỏ. Từ nhỏ tới lớn không cách chi hết á. Thành ra nó hiểu lầm thôi. Nó tưởng lầm đó là cái lá cờ tổ quốc. Thành ra cả một cái sự sai lầm trong quá khứ, đúng không? Ngay cả Hồ Chí Minh là một tên gián điệp của Tàu đó, cũng chẳng mấy ai biết hết á. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu, thành ra khi mà
Ông ta làm chủ tịch nước thì ông ta mới mới đưa ra một cái gọi là một cái phong trào giống như một cái chiến dịch để mà tạo nên người Việt mà giết người Việt. Người Việt giết người Việt là vậy đó. Không? Bởi vì ông mới có cái thực hiện cái cuộc cải gọi là cải cách ruộng đất đó. Cải cách ruộng đất đó chị thấy không? Quý anh chị em thấy mà hàng mấy trăm ngàn người phải chết. Chết mà mình biết là người Việt giết giết người Việt rồi. Tại vì đó không có người Việt nào mà đủ mà cái tàn ác để mà giết người Việt đó. Thấy không? Anh chị em nhớ cái chủ trương của cái thời đó đó là trí phú địa hào đào tận gốc cấp tận rễ, kinh hoàng không? Đó là cái chủ trương giết người Việt, giết người Việt đó. Làm sao mà mình người Việt Nam mà mình giết tất cả những người trí thức của mình? Làm sao mà mình giết Việt Nam mà mình đi tiêu diệt những người giàu có? Những người giàu có đâu phải là tội ác. Những người giàu có là những người tài giỏi, những người trí thức là những người tài giỏi, mình đi tiêu diệt thử rồi đất nước mình là cái gì, đất nước mình còn là cái gì? Em quý anh chị em thấy rõ không? Bởi vì khi mà Việt Cộng nó vô trong miền Nam đó, nó có thể pháo kích gọi là hàng ngàn cái đạn pháo mà 122 ly nó pháo kích vào thành phố Sài Gòn đó, vào năm 1968 năm Mậu Thân nữa, mà nhà nào cũng phải có những cái bao cát để mà tránh nữa, làm những cái hầm trú ẩn đó. Thấy không? Nó chủ trương người Việt giết người Việt là gì đó, chứ sự thật đó, cái đó là cái lệnh từ ở trên đưa xuống, bắt buộc nó phải pháo kích, bắt buộc nó phải giật mình xa đò, nó bắt buộc nó phải làm, thì người lính họ làm theo cái công việc đó thôi. Thành ra họ đâu cần, họ chỉ biết rằng là pháo kích vào nhà dân thôi, đúng không? Để mà làm một cuộc khủng bố để mà người Việt giết dân Việt. Thành ra nó làm cho một cái cuộc chiến gọi là không có giải giải pháp được, hoàn toàn không có giải pháp để mà coi như là chiến tranh, nó bị hai bên đều trở nên là kẻ thù với nhau. Một tờ bên thì nó cuồng tín, nó giết, nó diệt Việt mà giết Việt, nó như vậy đó. Thành ra người miền Nam đó họ phải bảo vệ cái phần lãnh thổ này đó thôi. Đó, giống như bao nhiêu quốc gia khác, người lính miền Nam đó họ yêu nước, họ họ muốn thống nhất cái đất nước đó bằng gọi là không phải tốn một giọt máu, giống như Đông Đức Tây Đức đó, họ đâu có phải tốn một giọt máu nào đâu, thấy không? Thành ra đó, miền Nam họ đâu có đem quân ra ngoài Bắc để mà đánh ngoài Bắc đâu, mà ngoài Bắc đó là chủ trương diệt diệt việc giết việc để mà sau này yếu đi, để mà nước Tàu đó bây giờ nó mới xâm lấn nước Việt Nam mình được. Tại vì cả ngàn năm rồi mà nó không đô hộ nước Việt được, nhưng mà ngày nay nó có thể thực hiện được cái mộng mà đô hộ nước Việt mình. Quý anh chị em thấy không? Rất là tàn nhẫn mà đất nước mình đang đang bị gọi là giặc Tàu nó đang đô hộ đó. Nó chiếm hết tất cả những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của mình, rồi nó chiếm Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc của mình, rồi bây giờ đất nước mình phải xài tiền nhân dân tệ. Nó đau thương cho cả dân tộc mình như vậy đó. Mà đến giờ này đó, nhiều người vẫn không hiểu ra là vẫn coi lá cờ của Tàu là một cái lá cờ của Tổ quốc. Thật là xấu hổ đó, rất là xấu hổ và rất là đau đớn cho cái dân tộc Việt Nam của mình. Đó, đau thương như vậy đó. Rồi, bây giờ đó thì TV, nói thật thì bữa nay thì nói thật TV cái
cái cổ nó khan tiếng, tại vì mình bị bệnh rồi, là cả tuần lễ nay rồi mình bệnh quá xa trời, thành ra cái cổ mình nó khan rồi, nhưng mà nó khan tiếng lắm. Nhưng mà mình thấy những cái hình ảnh mà của an ninh TV này nè, ANTV này đó, mình chịu không nổi, mình chịu không nổi. Và mình nói thật, mình quý, rất là quý cái tấm lòng yêu nước của Quỳnh Thục Vi, thành ra Chống mình phá chịu đảng không nhà nổi. nước, có hành vi xúc phạm quốc kỳ và nhiều chiêu trò mị dân khiến cho cộng đồng hết sức bức xúc. Phóng sự sau chúng tôi sẽ phản ánh về vấn đề này. Đó, đại khái là mình thấy nó không có đúng, hiểu không? Sự thật á, sự thật mình không cần phải 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 xem hết cái clip này. TV kéo sơ sơ rồi, cho quý anh chị cho em thấy nó, thì nó những cái trò mà lường gạt dân như thế này đó, nó phỏng vấn người cũng của nó rồi nó làm như vậy, thì lẽ dĩ nhiên là người ta binh vực vì nó thôi. Nhưng mà người ta đâu có hiểu sâu xa là lý do tại sao cô Quỳnh Thục Vi cổ phải nói những cái lời đó, hiểu không? Mà cổ rất là một người rất là có chí khí can trường, biết không? Cổ nói rằng là đó, cổ không có xin gọi là ân huệ gì đó, đó. Cổ không có xin giảm, tại vì là cổ là người vô tội, mấy anh muốn kết tội bao nhiêu năm cổ cũng chịu ở đó, hiểu không? Cổ không có xin ân huệ gì đó, tại vì cổ là người vô tội. Rất là một người rất là khí khái. Và các anh đó là những người mà gọi là không hiểu gì lịch sử, nên thành ra đó các anh mới là kết án cái cô Quỳnh Thục Vi thôi. Mai mốt này đó, sự thật lịch sử sẽ bị phơi bày, và lúc đó đó mọi người sẽ hiểu rõ rằng là ai là người mà tội ác mà gây ra đối với dân tộc Việt Nam, ai là những người mà mang cái lá cờ phúc kiến của Tàu để mà làm cái lá cờ tổ quốc. Rồi lúc đó tôi biết rằng là hàng triệu thanh niên thiếu nữ đó, hàng triệu người Việt Nam đó, nói thật đó, phải quỳ xuống đó để mà xin lỗi cái chị Quỳnh Thục Vi này, một cái người yêu nước chân thành như vậy, đáng được tôn kính, chứ không phải là bị bỏ tù hay là 2 năm tù rồi là 9 tháng tù giam đâu. Tôi TV xin dừng lại nơi đây nha. Lần đầu tiên thì nó luộm thuộm, thành ra quý anh chị em thông cảm cho nha. Rồi cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe nha.